Hôm nay má với Cam Linh đi công chuyện rồi, con mình ba ở nhà với con thôi. Ba có nhớ hồi tối hôm qua ba thức mấy giờ, thức mấy lần không? 3 lần. Đây lần thứ nhất á, nó có là mới có 2 giờ. 1:40 giờ là ba đã thức rồi. Coi như 2 giờ đó. Lần thứ hai á là bị đi cầu đi không được, ngồi lâu lắm Vậy đi không được. Khi được cả rồi lần thứ ba rồi đi được rồi, gì đi được xong rồi rửa ráy rồi cũng cả tiếng ba rồi mà mới dậy cái này ba rồi một đêm thơ cũng ngủ được cái cả này, rồi vì tôi ngủ ra 3 lần nằm nằm ngáy rửa đeo sáng mà không có đeo sáng ra tôi đi cầu. Ủa, có chìa khóa rồi. Linh giữ đi. Để treo đi, treo đi. Đỡ đi. Đi mấy giờ về Linh? Đi công chuyện xong rồi về liền, chở má về liền. Đi mấy giờ liền. Khóa cửa, khóa xe, khóa cửa nha. Tối hôm qua mà mấy lần trước con ngủ với ba ngủ tới sáng luôn. Con ngủ một giấc luôn. Bây giờ tối hôm nay, tối vừa rồi tự nhiên cái ba thức hoài luôn. 3 lần với mấy? 2 lần 6 mới áp đâu, lâu nhất là đi cầu không được, là bằng lên nằm lại tự nhiên bằng nằm trong ngủ để đi cầu. Lần thứ ba thôi thì phải rửa lại tiếp sạch thôi, là vì vậy một lâu gọi tim đi cầu tắm đi cầu bằng nước và rửa chậm được. Thế bây giờ là vô là 3 giờ, tại vì tối hôm qua ba ngủ quá sớm luôn phải không? Có lẽ chứ ba ngủ sớm quá cho nên ba phải dậy thôi, chứ đâu thể nào ba ngủ mà một lèo. Lần sau áp đấy lâm giờ rửa thay vì 2:10 thì 3 giờ. Con nói là ba đâu nghe đâu, con nói mới sớm không, lắm bà. Sao như 3 giờ nghe rồi xong rồi năm giờ kém ba dậy tiếp cái năm con giờ, năm. Con nói mới có 5 giờ kém mà ba, cái ba nói dậy. 5 giờ kém là 3 giờ đó, còn 5 giờ 3 giờ mà tôi ngủ tí nữa. Tại vì mình nghĩ con nên 3 giờ 4-5 giờ chứ quên rồi. Tại nó về hôm nay 6 giờ. Tại vì công việc của nó đã đến 7 giờ đúng giờ. Đúng rồi, 8 giờ. 6 giờ, rồi mình chạy giờ của nó mình quên rồi. Mấy bữa trước ba ngủ sớm nhưng mà ba ngủ một lèo luôn. Ba không vậy. Có dậy, ba không có đòi dậy. Tự nhiên hôm nay ba đòi dậy. Tối á, tối nếu mà ba chưa có buồn ngủ á, ba ngồi đây ba coi tivi này kia rồi ba vô ba ngủ trễ một chút thì ba mới ngủ luôn tới sáng được. Chứ nếu mà ba ngủ sớm quá rồi buổi trưa ba ngủ nhiều nữa. Chiều ba ngủ nữa, tội ngày hôm qua ba ngủ hình như 5 giờ ba còn chưa dậy nữa. Cả chỗ này con để không mai á mà về trẻ chắc chắn là mình cũng ngủ trẻ. Khi nào chị mai về sớm là sớm là rồi. ba ngủ sớm tôi ngồi đây mình ngồi con đi công việc có còn mà đọc kinh xong rồi buồn quá là đi ngủ rồi có ai nữa đâu. Không ai không có này, ngứa không có này, con không này. Khó ngồi được cái lý chứ từ 40 phụ. Chưa có ai nữa. Kẹt đó. Nhà tình toàn từ lâm kẹt không có này. Thì chị chỗ này không. Khi hai phong giống nhau mà. Bà lộn mà bà cứ tưởng. Con cũng thơ ở nhà đây á. Mà ta cũng phải. Cứ nghĩ chúng ta cũng còn trong này. Hỏi mà chị ra. Cái tay gì đấy. Phòng mình đúng đấy. Đúng rồi, hướng này là đúng rồi, phòng nhà cũ là đúng rồi, hướng này phòng ba nè, hướng kia phòng con. Cho nên nhiều lúc cứ lộn hoài. Không, quan này cho cái kia đó. Đúng rồi, phòng quan. Rồi. Rồi làm kia. Hôm qua thì mãi làm thì
sạch dần cái mà chưa được cả có được không? Thì thử miếng không được thì ăn cháo với lại được rồi. Cá kèo. Cá kèo nay... báo chiến là bà ngoại chiến. Bà ngoại. Bà ngoại chiến là ngon ngon hơn nhiều tôi biết rồi. Hôm nay bà ngoại chiến má. Dạ. Cá kèo á chiến hôm nay. Bà ngoại. Được. Hôm nay ba đòi ăn mì gói. Thôi đi. Tại sao mà trứng ngã đã nhỏ rồi. Không muốn được học. Không muốn được cuốn ra mà cuốn không ba không gãi ra mà téo đi cũng hết. Quần đó kêu bằng quần téo. Chú téo con lính nó được chứ đó. Rồi mà mặc cái ra thì kì. Để một chút kêu má đừng mặc nữa. Đó cũng hơi ăn hình thức chiều mà không đúng tuổi. Má cũng khuyên gì nhé, mà không đúng tuổi. Không thấy má không thấy đẹp à? Đâu có cái đó, má hay mặc đi tập thể dục á. Ở đây đi. Thì tại sẵn má mặc tập thể dục cái má mặc đi luôn á. Làm chí. Mình tuổi mình đúng cỡ thôi. Ba tuổi ba hồi đừng nói là ai cũng nhận mà từ từ một mà lúa mà lắp đâu được phạm thơ. Dạ chỉ còn có ngoài trên nền ngồi được trường bà lâu nhất trên cô Hoài Trinh nói với bà gì nói ra thường là cũng thơ giỏi vì tuổi đánh lời mà giỏi giọng bạc á anh có giọng ống chứ giọng ngoài anh không đúng ngoài không rồi không bạc giọng ngoài là vì sao ăn là trường vui vẻ mà dễ thương dễ thương đó là của con là ba không biết ăn ngoài dễ thương có thể ở ngoài lúc xưa ở ngoài ở đâu ở huyện mình vào nhưng mà ở Sài Gòn nhưng mà làm không phải làm nghề gì tôi đã làm nghề nhà giáo và làm gì đâu rồi thấy ăn ngoài còn ra mà dễ thương được khen thở xong thì cô ngồi lại lâu rồi cô nói giáo thì tôi có đi liền đấy nhá đưa tôi về chạy lại phải tôi đi xong vào Sài Gòn thì hiểu thầy mình nói thật thiếu thầy cho nên gần cứ vào đại học cứ vào học dài 14 năm lạc không có biết lạc ghê đó nó hỏi bỏ giáo vị chưa bỏ giáo vị rồi à cũng được ngon lắm mãi mai mai giới thiệu cũng được ngon lắm không được ngon lắm con nói rồi cái này không có ngon đâu mà đừng ăn bà đòi ăn thử thì ba ăn thử lần cho biết đi rồi bây giờ làm cháo với cá kèo cho ba đi chị rồi. Thôi ăn cháo thì ba đưa đây con ăn cho con ăn này cho vị khác là... con ăn này cho ba con nha biết trước mà cho vị không ăn nhưng mà thầy có nói có đúng không vậy có thể anh nhớ đỡ không tới cũng được ăn ở ngoài ăn ngoài dễ thương bây giờ rất bình thường đấy cho không tới là mình chứ già khu đế già khu đế cũng dễ thương được vậy không mà cứ nhớ gì sợ là ăn ngoài nhầm lẫn sợ là anh nói nhầm lẫn thôi mà mình nói là mình đã 84 rồi đã 94 rồi 93 sắp 94 rồi con ăn hết chén mì của ba đi không có gia vị riêng quá mà ăn hết kìa mày mày ăn nghệ rồi đó thấy được con ăn được ba đó ăn dễ dàng ghê bây giờ con đi đâu con có đi đâu đâu ngồi đi chơi mà ngồi đi chơi với ba đợi má về rồi con đi về con đi về nhà kìa kìa
con chuột á, nó cắm rồi, nó không ngồi xíu nữa. Vượt bẻ là không phải con chuột, vượt bẻ là ram hả? À, cắm con cỏ chữ này nè. Có biết, thịt cái bị cắm là cỏ chữ đi đâu, bà nhớ còn con chữ á, mà chữ cái kim cắt ngay không ra. Cắm rồi, mới sinh sâu. Mới sâu là biết cái đó. Cám mất số, chữ mất số tim. Rồi thứ tư đừng là gọt bè là con, mất số con, mất số con. Vậy mà ba cũng nhớ ra đó, ba đâu có quên trời luôn đâu. Trên mấy tiếng, gái ba tiếng. Tiền hai ba tiếng không nhớ. Quá ngày sau mới nhớ ra. Giờ giờ cũng không nhớ rồi. Ra rồi, là hay rồi. Trời. Khi nào mà không sợ, nhớ luôn á, mới sợ. Sợ còn nhiều thứ nữa. Xong ba ăn đu đủ mà ba có bỏ tủ lạnh không hay là để ngoài rồi ăn luôn? Để bỏ tủ lạnh cho ăn. Bỏ vô tủ lạnh hả? Bỏ tủ lạnh ăn ngon. Chứ constipation đấy, constipation táo bón á, táo bón constipation. À, cố suy nghĩ cho ra chứng tỏ mình ở Alzheimer ít. Trời, không còn nhiều. Giờ bỏ tủ lạnh hả ba? Má không biết, cái nó mới rạng rạng chứ không rạng này càng nhiều đó nghe. Dạ. Càng nặng đó ba. Dạ đó, đúng đó, cái chữ tại càng nặng đó. Mấy cái hoài trinh. Hai chữ đợt cả năm đẹp cả. Thì hoa trinh rất đẹp, chữ đau đẹp cả, mặt trinh cũng đẹp, hoa trinh cũng đẹp. Việt trinh đẹp không? Việt trinh có đẹp cái nữa. Băng trinh có đẹp không? Băng của băng trinh cũng đẹp, có nghĩa, có nghĩa. Tất cả có nói là đẹp hết. Cái chữ âm thanh trước là đẹp rồi. Chúng ta là ai đây nè? Mới sao mà bạn có đứa nào đến nữa này? Chị Trinh kế bên nhà mình đó, con của bác Nghĩa đó, ba nhớ không? Có một chị Trinh kế bên nhà mình đó, cũng tên Trinh đó, rồi tên Mai. Người tên Mai, người tên Trinh. Ba nhớ không? Không biết rồi, cái ông Mai đi buôn đó, đồ ấm sạch, thay khoảng đắp dưng. Tôi thì không xíu thì người vững đấy, bảy người vững từ văn viện đi sâu sắc lắm này, quá sâu sắc. Vì có mấy cái bài mà Phật văn Anh văn bên Mỹ dịch cái gì chơi loại quên dịch cái mấy bài chứ còn nào. Kim Văn Kiều, tôi được kêu thì tôi đọc nó cũng khó đó, mà tại sao bằng pháp bằng Anh dịch được người ta tôi thua. Ví dụ cái này làm sao vậy? Êm đềm trường ngộ hoàng ca, tường đấm ấm bực đi về mặt khác. Làm cái gì? Cái gì ba đọc lại? Êm đềm gì? Êm đềm trường rủ mang ca. Trướng rủ? Trướng rủ mang ca. Trướng rủ mang ca. Nhắm mắt. Êm đềm trướng rủ mang ca. Tường đấm ấm bực. Tường đông âm. Ấm. Ông bướm. Đi về mặt khác. À, thì thời buổi này mà con gái mà thấy đàn ông lên ngang chặt đầu ông bướm đi về mặt ai? Vì sao mà có những cái tên nó không dịch được, vì ba thua rồi thì ba mình bị tiếng Pháp có tiếng Anh có ra tiếng Pháp tiếng Anh đi trong người sách được con này 36 ngôn ngữ tự nhiên có tàu đó mà. Ông ấy kỷ niệm của ông 300 năm ở Sài Gòn làm to lắm. Mình mới biết rồi chứ. Em đem trường của mà cái tường đông âm bướm bây giờ là vì vô thầy tường đông âm bướm đi về mặt ai? Tường đông là gì vậy? Cũng gái không được đi, trai. À, cũng gái không được nhìn con trai. Kỳ gì? Em đem trường của mình đi dịch mình thua rồi cho mình là lạ. Thì ông đi sang tiếng Pháp cũng được, tiếng Anh cũng ạ.
Tất cả các trường đại học là tốn dùng tiếng Kiều. Kim Văn Kiều. Thì đó là cái tượng của xã tộc. Mà chúng hiểu vì sao cái chỗ đó là 360 tiếng. Mình chỉ muốn dọc dọc mình biết ra Việt Nam này, Trung Quốc này, Pháp, Anh, Đức, mình biết thì nam sao là đủ ở. Mà trong cái tượng này 360 ngôn ngữ. À, ngôn ngữ. Thế thì toàn con của nhà nước mà mình sợ nó bị mình nói chuyện khác đi thời về ông đó cái tuổi đó người ta ở nó cái tuổi đó ai ở gãi rồi ăn cái đó cái tèo của nó xương không ta không xương nó sắp xương xương không mềm xương chẳng đâu vậy vẽ xương ra không ăn vẽ xương ra không ra thôi có gì nhả ra hả có chừng nóng nha ba hết nóng này macro cơm cầm này bây giờ thì đây cảm ơn chị bây giờ thứ hai đây con covid-19 thứ một đó thêm biết công bây giờ là thứ hai thì giờ đang rõ đó vậy hả cái con cái tên là biết công biết biết công biết công m i m i c biết công biết công biết công m c r o i n cái chữ đó không mà qua tivi hai lần hay ha. Anh sợ quá. Ba ăn cá đi ba. Ê. Cá ba chưa ăn rồi. Để ăn sơ nặng lắm. Cũng bị chửi một lần vì bà nội thằng Hòa thằng Hiệp bị thằng Hân nó mẹ con Chí đó thằng Hòa là anh con thằng Hân đó anh thằng Hòa mà thằng Hiệp á là em út của thằng Hòa thằng Hân cũng có biết lắm á hàng này thằng con Minh Lâm là con có Hương á mẹ trụ trì mẹ thương hiệp lắm anh em cũng hơi cột chào với nhau mà rồi mẹ nói chuyện quê hương hai đứa cãi nhau thương hiệp thì ở Huế con Minh Lâm ở Sài Gòn anh em tụ trì quen nhau lâu rồi mà không được không được đi ra thế này nhưng mà mai người lão rồi đây còn bộ buổi đâu hả Có bỏ rồi. Ăn với cá ba. Ăn cho cái đũa không? Nghĩa là ba. Ăn đũa không được phải ăn nè. Còn gấp được cái mà. Ừ. Cái chuyện á. Thầy chuyện cho ai mà. Mình nói với sầu. Có còn ai thích đâu. Ừ. Nhớ hồi đó ba hay chởn đi á. À đúng rồi. Con ngồi kế ba cái ba chơi tới sắc á. Con ở nhà bà Trinh. Nhà có Hương. Không, con có giật ba. Ba nhớ lắm.
À, cái đó là sau này là ba con mới dắt ba đi chơi, rồi sau này ba đi ba chơi lúc đó ba lớn tuổi rồi. Cái con dắt ba đi chơi ba đền quá trời đền luôn, cái con không dám dắt ba đi nữa. Nhưng ba nhớ đền có hai bản, ba nhớ không? Ba nhớ đền có ai dám hả? Rồi đó con nhớ con đi với ba, cái xong cái ngồi kế bên con thấy ba chơi, cái ba hát. Mỗi lần ba vừa chơi ba vừa hát, ba vui lắm. Có hả? Ừ, ba vui lắm. Ba còn đấy, con không giọng lắm cùng giọng cảnh. Ừ. Con nhà Tống không giọng lắm cùng giọng cảnh gì đó. Ba hay nói câu đó lắm. Ngon ba. Ngon. Ngày hôm qua con nghe nói bà sáng là bà bị đau. Đau. Thì hôm qua cái xong cái con bận quá con đâu chạy qua được. Chiều con qua ba nói bà không đau. Lần trước không. Năm chơi con. Năm chơi con. Chơi từ 3 tiếng. Chơi con. Chơi con chứ. Thôi giảm nó cái số là mệt lắm. Nhưng bà học cũng khó lắm. Trời ơi. Bà còn nói mà cứ thế là hứa với bà em chứ không cánh số đâu mà mới yên tâm đó. Sao mà cánh số được lần sau ba nhớ con dặn ba nè. Ví dụ như tiệc á mà ai có kêu là đi ví dụ như là 7 giờ á thì khoảng 6 giờ ăn tiệc hả? Không, không phải ăn mà ý là 6 giờ ba hãy bắt đầu thay đồ. Chứ ba đừng thay đồ sớm quá. Cái ba ngồi ba mệt, cái đến lúc đi tiệc cái ba mệt quá làm sao ba đây nổi. Ba cứ ở nhà ba nghỉ ngơi đi. Rồi hoặc là ăn tí gì đi. Rồi xong rồi gần tới giờ hãy thay đồ. Cái 7 giờ rưỡi đi mà 4 giờ ba thay đồ ba ngồi rồi làm sao ba chờ nổi. Về Việt Nam có ai mời đi ăn tiệc không nhớ. Lâu làm con mà kịp cưới. Ba em ơi. Hết rồi. Còn chứ. Cho ba một miếng nữa. Em miếng đấy. Đây con múc cho. Múc con bằng 2 cái đấy nè. Bằng 2 hả? Ừ, mai. Còn thì ba ăn quá. Còn chưa ăn hết mà. Bỏ đập đồ vào đây luôn. Đồ ngon mai. Ngon lắm. Má biết vì sao tôi hỏi ai nấu không? Dạ. Hỏi vì sao ai nấu? Thì má nấu thì khỏi nói. Thì khi mà con là con nói, không phải làm tin. Cô hiểu chứ không? Thế? Không, nói chắc lắm. Rồi, chứ nói chắc lắm. Tâm ngoài nhiều chuyện. Cô hiểu không? Dạ. Hiểu. Ai nấu cô hiểu không? Hỏi ai nấu có hiểu không? Hiểu đó. Đi nói cũng muốn nói đi, cũng nói không hiểu, thôi cũng nói không hiểu với ngày mình nói, không hiểu cũng cười chứ không phàn nàn đâu. Giờ mới suy nghĩ ra chuyện mà nói, nguy hiểm. Nè cái này cái thịt nè, nãy ba mới vẽ ra nè cái này nè. Con thơ ăn thương việc đó, mà ăn thương, mà áp uống cũng đó. Con thật xa mà, con dạng gì. Đồ này mặc nó có sang không ba? Đồ này sao? Cùng màu nó sao? Cùng màu mới sang. Vì nó sọc đó, thì nó bộ nó tránh lên. Dạ. Khác màu là không sang. Không sang. Con bây giờ ước lương lắm, mấy chục triệu bán ra. Nhà nào ba? Nhà trên xe hơi vốn được đó. À,
chắc 5-7 tỷ, ơ quên 5-6 tỷ gì đó. Ủa, lương bây giờ 7-8 tỷ. Cỡ đó con cũng không biết. Sư con mới biết đó. Con cũng không biết nữa. Về mới biết. Bây giờ Sài Gòn cho về hả ba? Không, con vé mắc không chắc đâu cả. Ừ, sợ vé mắc thôi, nhưng mà giờ cho về đó rồi ai, ai mà chích đủ ngừa, chích ngừa đủ là cách ly ở nhà 7 ngày thôi. 24 hả? Con về cho ba mẹ chơi vậy? Dạ. Con rất bữa tiệc mà cô có Hoài Kinh, cái tên này. Ừ. Hoài Kinh. Ba nhớ hoài luôn, ba nhớ cô Hoài Trinh hoài luôn. Không, cái tên ba ăn cháo nữa không? Múc thêm. Không, không, ăn. Không ăn nữa hả? À. Giờ tới ăn ăn đủ nha. Đúng. Ăn xong bà uống thuốc rồi con đi về, con đi công chuyện nè ba ơi. Cho cái nĩa con. Nĩa nè. Ba ba ăn khoảng phân ba. Con đi đi. Ăn được là nhuận trường lắm ba, ăn được tốt lắm á. Để giờ chừng nào hết con mua thêm cho ba cái đu đủ này nè mới ngon. Đu này cái đu, đu đu đủ mà kia nhiều lúc nó lạc lắm, ăn không ngon. Ngon ha. Ăn bao đu đủ này ba ăn được nè, giống con á, con ăn đu đủ này không à, con mới ăn. Mấy cái đu đủ kia nhiều lúc mua về á, có cái ngọt có cái không ngọt, hên xui à. Một tháng trời mưa để đủ cho bà mà cũng tùy mua không ngọt. Ba là ba thích ăn đu đủ nhưng mà phải ngọt ba mới ăn đúng không? Phải ăn làm nó mới nói được. Con cũng vậy đó. Rõ, làm nó nói được. Anh ăn thôi, tôi bạn rồi bạn về đó. Này dọn cho. Chứ mà ngồi đâu mà ngồi ấy ngồi đâu không biết sao vậy, không chịu lên hình, không có muốn lên hình rồi sao rồi ăn đủ xong chưa? Có đủ xong rồi đó, xong rồi mà ăn đủ xong rồi hả? Xong ăn ít gì bà tôi lạnh á. Ăn ít quá vậy. Ăn chậu quá nhiều rồi phải ăn. Ừ, ok. Ừ. Nè ba đợi ba uống hai thuốc này rồi con đi về. Rồi. Rồi bây giờ ba bye bye đi rồi con tắt rồi con mở cho ba coi tin tức nha. Bye bye đây nè. Bye bye ba nha. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.